Xin chào tất cả anh em đang chơi những cái chiếc đồ chơi GC nha. Thì hôm nay mình sẽ review lại cái chiếc Huina 1593 sau một năm, hơn một năm chơi cái con này. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái khuyết điểm của nó trước ha. Về khuyết điểm đầu tiên của cái chiếc Huina 1593 là pin. Cái này là về cảm nhận thôi chứ mình thật sự cũng không biết rõ là có phải là do pin không. Có nghĩa là sau khi khoảng một năm chơi đó thì mình cảm giác như khi mà mình sạc đầy rồi thì có nghĩa là đèn nó đã báo xanh rồi đó, thì mình rút ra mình đưa vào máy và chơi thì cảm giác là máy nó khá là yếu ha. Và nếu muốn chơi đủ pin đó thì mình cảm giác như là mình phải sạc thêm một lần nữa, có nghĩa là rút cái sạc ra xong các bạn để khoảng 30 giây phải rằng ghim trở lại thì nó sẽ sạc tiếp. Thì nó sạc xong lần thứ hai thì mình cảm thấy nó mới mạnh hơn đó. Thì thứ nhất là về pin, thứ hai là các bạn sẽ để ý những cái trục như thế này, những cái bên đó, những cái bên này nè, thì nó sẽ bị tình trạng giống như thế này. Nếu mà mới mua về á thì khi mà các bạn nhả ra hết như thế này thì nó sẽ không có tiếng động nào hết, nhưng mà khi các bạn chơi lâu rồi á thì nó sẽ có một cái hiện tượng như thế này đó, nó rất là khó chịu luôn. Và trục này nó cũng bị luôn đây đó, chỉ có trục này là mình cảm thấy nó chưa có bị rồi, nhưng mà không biết là nó sẽ bị không đó. Thì đó là cái lỗi thứ hai và của cái chiếc này đó. Đôi khi nó hít quá, bây giờ mình bấm nó lại không ra nè, bây giờ phải bấm mạnh nó mới ra đó. Rồi cái khuyết điểm thứ ba của cái xe này là cái bánh xích. Đây là cái bánh xích mũ ha. Nếu mà các bạn chạy trên cát á, thì nó cũng hay bị cái tình trạng gọi là tuôn bánh, nghĩa là chạy nó không chạy được á, thì đôi khi nó bị xích cái sên cả luôn. Nhưng mà thường thì nó không sẽ xích ra ngoài, nó chỉ bị lệch qua thôi đó. Thì cái sên mũ này nó cũng là một cái hạn chế của cái chiếc Huina này. Rồi cái điểm thứ tư á, là khi mà các bạn quay cái xe như thế này, thì đây là mình đang xoay qua phải nha, thì nó không bị gì hết. Vẫn chân chu ha, nhưng mà khi qua trái là các bạn sẽ nghe cái tiếng kiểu như nó bị dướng cái gì ở trong đó và nó bị cực dịch rất khó chịu. Cảm giác là nó không đều cái dòng quay của các bạn và chơi thì nó sẽ có cảm giác khó chịu. Cái thứ năm là các bạn nhìn tay bấm nè, thì khi mà các bạn chơi lâu á, ví dụ bẻ lên gì thì đôi khi nó sẽ bị dính luôn, có nghĩa là nó bị gít á nè, nó bị dính luôn nè đó, nó rất là khó chịu ha. Rồi tới cái loại thứ sáu, thì cái loại thứ sáu là khi mà các bạn múc như thế này nè, hoặc là các bạn để nó vào như thế này và xây cái máy đi, thì nó sẽ xảy ra tình trạng là nó bị méo cái cần, có nghĩa là do là cái những cái con ốc ở đây nè và những cái điểm nối ở đây nó là mũ thôi. Vì thế khi các bạn xoay cái này nó mạnh quá đó thì nó sẽ bị méo cái cần này qua đây xíu. Thì lâu lâu các bạn chơi các bạn phải bóp lại như thế này để nó không bị méo đó. Thì đó cũng là khuyết điểm của chiếc 1593 luôn đó. Lâu lâu thì các bạn phải bóp này lại, kiểu như là nó bị cái cần mình nó bị lệch qua vậy nè. Rồi cái thứ bảy là mình sẽ nói về cái trọng lượng của cái chiếc 1593 ha. Cái chiếc 1593 thì mình đọc cái tài liệu thì nó ghi là nặng khoảng 3 kg. Thì do là nó chỉ nặng có 3 kg thôi, nhưng mà cái lực múc thì nó khá mạnh. Vì thế là các bạn thấy nè, khi mà mình múc á, khi mà múc nặng quá thì nó sẽ gặp tình trạng là nó sẽ lôi cái xe bạn đi luôn. Thì thường nếu bạn quay xuôi như thế này á thì nó lại đỡ hơn. Còn khi mà các bạn quay ngang cái máy như thế này, có nghĩa là xích các bạn nằm ngang như thế này mà các bạn đưa rào kéo ở đây ra thì nó sẽ bị lôi luôn cái xe của các bạn, thì nó nhìn nó không có thật lắm ha, và chơi nó cũng bất tiện. Đôi khi mà mình muốn cái vị trí máy mình nằm ở đây nè, nhưng mà nó cứ lôi tới lôi lui rồi chơi cảm giác nó hơi chịu. Rồi cái thứ 8 ha, thì có thể cũng là cái cuối cùng mà mình nói tới cái phần khuyết điểm của cái xe này. Thì khi mà các bạn mới mua về á, nó còn nguyên bản của nhà sản xuất á, thì nó chỉ khép cái cần này, người ta hay gọi là cần cù chỏ ha, thì nó chỉ khép tới đây thôi. Nhưng mà thì các bạn chơi nó hay bị gặp vấn đề là, ví dụ mình múc đi đó, ví dụ mình múc nè,
tới đây hết. Đôi khi á, cái này là cát nhiều, còn với những cái địa hình mà nó không có nhiều đồ để múc như thế này thì nó sẽ không có múc được. Và nó xảy ra cái tình trạng là cái cát hay là cái đất của bạn nó cứ bị đùng đi hoài, nghĩa là nó cứ đùng vô cái chân này đó, chơi nó cứ bị đùng vô đây nè, nó không múc được mà nó cứ bị đùng vô. Giống như các bạn nó múc nè, các bạn kéo vô xong tới đây nó đùng mà mình múc không được bao nhiêu hết. Đó là một, cũng là một cái khuyết điểm. Thì để khắc phục cái khuyết điểm đó thì mình nhờ cái anh kia, có nghĩa là anh làm sao để cho nó cái cần mình nó vào sâu thêm chút xíu nữa. Thì bình thường á, nếu mà nhà sản xuất thì mình nghĩ chỉ được như thế này nè, nó chỉ được như thế này thôi, nhưng mà nhờ anh kia anh độ lại thì nó sẽ sâu, cái này sẽ gần đụng cái này luôn, nó sẽ giống thật nhất so với cái chiếc sáng cuốc ở ngoài của mình ha. Đây đó, nó cái khoảng cách này mình thấy nó khá hợp lý luôn ha. Có nghĩa là mình thấy cái thanh này nè, cái thanh cần chính này nè với cái cụ chỏ này nó gần như là nó song song với nhau ha. Đó, thì nhìn nó khá là giống. Thì nó tiện một cái là khi mà các bạn sâu như thế này các bạn sẽ múc được nhiều hơn, và nó không bị cái tình trạng gọi là đùng những cái cát hoặc là đất vô cái chân xe. Thì nhìn nó mình múc không có được thì cũng khá là ức chế ha, mình cứ ve tới ve lui thì nó cũng không hay lắm. Rồi đó thì một số cái khuyết điểm mà mình nói về cái chiếc 1593 này. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái phần ưu điểm ha. Đây là cái phần ưu điểm của xe nè. Thứ nhất các bạn sẽ thấy là cái gào xe nó được thiết kế bằng này là bằng sắt hay bằng thép vậy đó. Thì nhờ có cái này nè thì mình cảm thấy múc nó nhẹ hơn rất là nhiều. Mình chưa chơi thử những cái đồ mũ nhưng mà mình nghĩ khi mà cái đồ múc này bằng mũ thì chơi nó chắc ọp ẹp lắm. Đó. Nó được cái là cái này là sắt nè, múc những cái cứng giống như cát cứng thì nó đi sẽ rất là ngọt. Đó. Rồi tiếp tục là các ưu điểm của cái xe này á, thì các bạn sẽ thấy là những cái motor nó được thiết kế khá là mạnh ha, và cái lực múc của ba cái motor luôn, nhưng mà mình nghĩ cái motor này là mạnh nhất nè, motor nâng cần rồi đó. Đây motor này, motor này là mạnh nhất, và những cái motor khác nó cũng rất là mạnh luôn, có nghĩa là khi mà các bạn múc nè, đây đó, có nghĩa là mình không có nâng cái cần này lên luôn nhưng mà cái cù chỏ nó vẫn kéo vào được, có nghĩa là nó rất là mạnh. Thì mình thấy so với những cái chiếc giống như 1592 á thì thường kéo như vậy chắc nó kêu tẹt tẹt rồi, và nó báo là không có kéo nổi nữa đó. Thì đó là cái ưu điểm. Cái gào này cũng rất là mạnh, nó gào nó mạnh lắm. Và với cái motor mà kéo lên á thì nghĩa là nâng lên như thế này á, đây thì mình có thử để một cái cục gạch bốn lỗ mà hay xây nhà đó, thì cái cục gạch đó nó nâng lên rất là khỏe nha, và thậm chí mình để cho nó nâng từ từ nè nó vẫn nâng nổi. Thì đó là một cái ưu điểm mà mình cảm thấy thích ở cái chiếc 1593 này, nghĩa là bạn bỏ tiền một số tiền trên 2,5 triệu á, bạn mua ghế mua đồ chơi thì bạn muốn nó mạnh chút xíu chứ nó về nó cứ cào ở trên mặt thôi thì nó khá là chán ha. Rồi cái ưu điểm thứ ba đó thì các bạn sẽ thấy là cái chiếc 1593 nó có cái người ta gọi là cái ga đó ha. Mình cũng không biết gọi là gì, có nghĩa là khi mà các bạn bấm nhiều á thì nó sẽ, nghĩa là bấm nhiều thế này nó sẽ nhanh, còn bấm chút xíu nó sẽ rất là chậm, giống như mình nâng cần nè, mình nâng chút xíu nó sẽ rất là chậm nè. Đó. Nâng nhiều cái nó sẽ nhanh nè. Đó. Xuống. Tương tự với những cái chức năng khác ha. Đó, thì cái việc này nó làm cho các bạn chơi á nó sẽ thật hơn rất là nhiều, có nghĩa là giống cái đồ ở ngoài hơn rất là nhiều. So với việc là mình thấy những cái chiếc khác á, nó chỉ có như 1592 á, nó chỉ có là khi mà các bạn kéo lên là nó kéo lên hết ga, hoặc là đẩy xuống thì đẩy xuống hết ga, hoặc là quay nó cũng vậy. À, cái chức năng quay mà khi mà các bạn nó để một cái tốc độ á, thì nó sẽ nhìn nó sẽ cực kỳ giả ha, như vậy nè, mỗi lần quay nó sẽ như thế này đó, nó sẽ giật. Thay vậy mình sẽ có chức năng quay từ sẽ rất là giống. Đó.
thì mình bỏ tiền cho mình chơi một cái chiếc GC thì chủ yếu là để cho nó giống thật ở ngoài hơn. Chứ nếu mà nó múc thì kiểu máy móc quá hoặc là nhìn nó giả quá thì chơi nó cũng khá là uổng tiền ha. Thì cái xe này mình mua tầm khoảng hơn 2,6 triệu. Thì mình nghĩ là với số tiền mà các bạn bỏ ra mua cái món đồ chơi thế này á thì mình nghĩ nó đáng. Có nghĩa là thay vì các bạn bỏ ra 2 triệu hoặc là kia các bạn mua một chiếc 1592 á, thì nó có lẽ là nó với những bạn không có đòi hỏi cao về cái đồ chơi của mình á, nghĩa là cứ đem về chơi, cứ múc chơi chơi thôi thì mình nghĩ là cũng được. Nhưng mà với mình thì thà mình bỏ ra thêm 600-700 ngàn nữa ha, để mình mua một cái chiếc xe như thế này thì nó chơi nó sẽ thiệt hơn rất là nhiều. Các bạn có thể luyện tập cái việc mà lái giống như ở ngoài luôn. Rồi chốt lại là khi có ai đó hỏi rằng là có nên mua cái chiếc Huina 1593 này để chơi hay không thì với mình thì chắc chắn là có ha. Mình nghĩ là nó rất là đáng tiền so với những gì mà các bạn trải nghiệm. Và nếu mà các bạn có những cái câu hỏi hay là những cái thắc mắc gì về cái chiếc Huina 1593 này thì cứ nhắn tin lại ở phía bên dưới cái video này ha. Vì mình thật ra mình cũng không có chơi nhiều cái chiếc GC, tại mình thích có sáng cuốc thôi, là bởi vì mình mua cái chiếc Huina 1593 này. Nhưng mà nếu mà các bạn có những cái câu hỏi về chi tiết của cái xe này á thì các bạn cứ comment bên dưới thì mình sẽ trả lời cho các bạn hiểu rõ và cũng giúp cho các bạn tự tin hơn để mua cái xe này về chơi nha, không có lo lắng nhiều. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này ha.